Rồi, hello cả nhà nha. Được cũng xin chào các bạn, anh em, cô chú gần xa đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo nữa của em nha. Hiện tại thì em đang có mặt cái shop em ở số 370 Nguyễn Huệ nha anh em. Địa chỉ cũ là 82 quốc lộ 30 nha các anh em. Đó. Đó thì em có kinh doanh dụng cụ câu cá, đồ câu. Thì tiệm em là đối diện với ngân hàng Đông Á của phường Mỹ Phước, thành phố Cao Lãnh luôn nha cả nhà. Đó. Thì em có đầy đủ như dụng cụ câu cá, cần câu, máy câu, dây câu từ các thương hiệu như là Ben, là Asino, Shimano, Daiwa. Đó. Những cái dòng Pioneer, đó đầy đủ cho anh em ha. Đó. Từ máy câu, dây câu, mồi câu. Đây. Đó cả nhà, còn cái dây Okamoto chính hãng nha anh em. Đó. Dây cước Nhật, cước đồ, mồi câu các kiểu. Đó, cần câu đài, câu máy, câu tay, câu đơn các kiểu như đó nha. Đó, phụ kiện rồi ha. Đó. Có đầy đủ nhé, hơ, phao rồi kia nọ rồi cho anh em ha. Con sông, con hồ, con đồ nha cả nhà. Đó, khóa, kìm, ní rồi. Gọng, túi đựng cần. Đó, thì hôm nay em mới về. Đó là máy Shimano nha anh em. Nó về như hầu như là muốn đủ loại luôn, máy Shimano luôn. Thì hôm nay cũng tranh thủ quay cập nhật cho cả nhà mình ha, với mẫu cần Bulawa Pro Max cho cả nhà. Nó Bulawa và đồ mắt ha, thì em cũng tranh thủ quay lên để cho cả nhà mình tham khảo nha. Rồi, không đợi anh em chờ lâu nữa thì em sẽ vô mổ thôi. Rồi, tôi cũng xin chào cả nhà nha. Cảm ơn anh em hàng xa đã thời gian qua ủng hộ shop nha anh em. Thì hôm nay em sẽ về thêm những cái mẫu máy câu mà tầm trung anh em, hả, sinh viên rồi cho cả nhà mình ha, cho anh em đầu hàng xa đầu đam mê câu cá đầu coi nha cả nhà. Đó. Nó là những cái dòng máy câu cá để em lấy mẫu ra cho anh em xem ha. Nó là dòng Shimano nha anh em. Hôm nay là về nhiều, rất khá là nhiều luôn, cho nên là quay cho anh em cả nhà đồng xem ha. Phenon hàng quá là về quá trời luôn, không tranh thủ rồi quay ra cập nhật đồ cho anh em ha. Thì em có dòng từ dòng thấp đến dòng tầm trung anh em, đến dòng cao cấp nha. Cả nhà mình coi mà được mẫu nào thì cứ alo ủng hộ cho em được nha. Thì khi hàng thì hàng là hàng mới 100% nha anh em. Đó, thì em khui ra hàng mới là 100% cho cả nhà mình ha. Đó. Đây là con Alivio nè. Để xuống này luôn. Đó. Đường mấy con FBS Sina rồi đây luôn. Đó. Rồi. À, được cũng xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em mới về, đó là những cái mẫu máy tầm trung và cao cấp để cho anh em xem. Thì đầu tiên rồi, đầu tiên em xin giới thiệu đó là dòng máy Katana của Shimano nha cả nhà. Đó là dòng Shimano Katana nha. Thì con này là thông số của nó em đang được đang có, đó là size 4000 nha anh em. Nó xây 4000 hay đây là thông số của nó nha. Dòng tua của nó là 5.6.1 nha cả nhà. Đó. Tải cá là 8,5 kg. Đó. Và cân nặng của nó là 335g nha anh em. Nó 2+1 bằng đạn. Đó. Thì thông số vô dây của nó, dây 0.40, nó được 150m nha anh em. 0.40 nha, là thông số lớn nhất nha, 150m nha anh em. Đó, đó đây là thông số cũng như cân nặng tải cá của cần quên của máy Katana nha cả nhà. Thì mã của nó là Shimano Katana. Giờ em sẽ cho anh em xem ngoại hình em nó đây. Thì bên trong đi anh em, bên trong là có sổ sách hướng dẫn sử dụng chi tiết máy đồ ha. Nó hợp bên trong nha. Đó. Còn em nó đây nha cả nhà. Đó là Katana. Đó. Thì em về được 6 máy. Đó, anh em tranh thủ nha. Đó. Thì thiết kế của nó được sơn bóng toàn thân nha cả nhà. Nó được sơn bóng toàn thân. Nó núm của nó núm nhựa, ta quay là ta quay kim loại nha anh em. Bên dưới của nó là để chữ Malaysia, nó Shimano nha cả nhà. Thì hàng á là được sản xuất ở Malaysia anh em. Nó chính hãng của Shimano Nhật Bản nhưng mà nhà máy là ở Shimano ở Malaysia nha cả nhà. Đó. Chừng máy nha. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Đó. Nó quay tổng thể một vòng cho cả nhà mình xem ha. Con này là có một màu duy nhất nha anh em, màu xám đen nha. Nó nồi của nó cũng có màu xám nè, xám đen nha cả nhà. Nó rất đẹp nha. Đó, thì con Katana này nhìn nó thiết kế nó cũng na ná với con Shimano Senna nha anh em. Nhưng mà nó là nó cao cấp hơn nha anh em. Đó. Anh em nhìn nè, nó với Shimano Senna nó nhìn cũng na ná nha cả nhà. Đó, na ná tựa tựa nhau luôn á.
nhìn nó giống như anh em vậy đó. Nhưng mà con katana này thì nó tải cao hơn nha cả nhà, nó dưới nó quay nó mượt hơn đó, quay nó mượt hơn, nó tiền nào của nó là nó sẽ khác nha cả nhà đó. Thì giá của Shimano Katana này á, là giá của nó là 920.000 cho size máy xe 4.000 này nha anh em đó, 920.000 cho máy xe 4.000 nha anh em đó, một máy nha đó, 920.000 là Shimano Katana nha cả nhà đó. Đó, em bán giá là lợi rất là mềm luôn cho anh em luôn đó, nó để cho anh em chơi, nó thể là khi câu sông này, câu ngâm, câu lua, thì câu hồ đồ đó, anh em các kiểu là đẻo luôn nha đó. Thì thông số của nó em cũng đã có để rồi đó anh em đó, thì tổng thể cũng quay cho anh em luôn đó, cân nặng nó có đọc đầy đủ cho anh em rồi đó ha đó, giá là 920.000 đó, phí ship toàn quốc là 30 nha anh em đó, Shimano Katana. Rồi em sẽ qua mẫu này nha. Tiếp theo đó là mẫu Shimano No Sahara 5000, mẫu mới nhất nha anh em. Nó những cái dòng em quay đó là mẫu mới nhất luôn anh em đó, mẫu mới nhất nha. Đó, đây là con Shimano Sahara mẫu mới nhất, màu của nó là màu vàng đen, và đen này của nó là đen, nó hơi xám tí xíu nha anh em, rất là đẹp nha, được sơn bóng kim tuyến toàn thân luôn nha anh em đó. Thì thông số của con Shimano Sahara này em sẽ đọc cho cả nhà mình nha đó. Dạ đây nha cả nhà, ở đây là thông số của em nó nha đó. Thì với dòng con xe 5000 này á, con Sahara 5000 này á, anh em nhìn kỹ cho em nha đó, thông số của nó đây đầy đủ đó nha anh em. Nó dòng tua của nó sẽ là 6.2.1 nha anh em, mát tải của nó là 11kg nha cả nhà, rất là khỏe nha. Cân nặng của nó chỉ 300g thôi nha cả nhà, nó nhẹ hơn con Katana nãy luôn nha đó. Con Katana nãy là nặng tới 335g rồi, con này nặng chỉ 300g thôi, nó là xe 5000 nha cả nhà, nó mát tải 11kg, dòng tua 4 bậc đạn nha cả nhà, 4+1 bậc đạn nha, dòng tua là 6.2.1 nha, nó 4+1 bậc đạn đó. Con này thông số vô dây của nó là dây 0.5 đó cả nhà, nó được 150m nha anh em đó, 0.5 được 150m nha, anh em có thể đi câu sông, câu hồ, câu ngâm, câu lua được ha đó. Thông số em có hiện ghi rõ trên đây nha, hết cho hãng thôi, cho anh em xem ha đó. Đây là dòng máy Sahara nha cả nhà, nó Sahara em có một size duy nhất nha cả nhà, size 5000 nha cả nhà, mẫu này em về được hai máy nha đó. Nói chung là có bao nhiêu máy thì em báo cho cả nhà mình nha đó, đó để anh em mình nhanh tay lên ha. Nó thì sắp tới nó có gì nữa thì sẽ gì á, thiết kế là tay quay kim loại nha anh em đó, màu là màu vàng xám rất đẹp nha cả nhà, nó rất là sang trọng luôn, máy thì rất là nhẹ nha cả nhà, nó Sahara, mã của nó là Shimano Sahara nha cả nhà, nó sở hữu rất là nhiều công nghệ của Shimano nha anh em đó. Anh em câu biển, câu nước biển, nước mặn, nước lợ đều được nha, nó dòng này thì nó không bị rỉ sét nha cả nhà đó, rất là đẹp nha đó. Phía dưới của nó cũng có dòng là Shimano Sahara nha cả nhà, nó xe 5000 đó, của hãng Malaysia, của nhà máy ở Malaysia sản xuất nha đó. Thì giá của con Shimano Sahara này á là 1.580.000 nha anh em đó, 1.580.000 nha đó, giá là 1.580.000 đó. Khi anh em mua hàng thì em có ship code toàn quốc cho anh em á đó, giá là 1.580.000 nha anh em đó. Shimano Sahara đó, giá là 1.580.000 nha, nó cho anh em xem rất là đẹp nha cả nhà đó. Thì quên quay bánh răng cho anh em, nói chung là bánh răng của nó là kim loại anh em, ô bánh răng nhựa đó. Thì cái này á, chủ yếu nó làm cho cái tiếng mobin thôi anh em, chứ nó không có quan trọng gì ha, nó chỉ làm cho tiếng mobin mình nghe nó gẹt gẹt thôi đó. Đó, tiếng cái bánh răng nó chỉ làm cho cái tiếng mobin thôi anh em, nó chứ nó không làm gì ha, còn bên trong kết cục máy là nó nằm ở bên trong này anh em đó. Rồi giá của nó là 1.580.000 nha cả nhà, 1.590.000 chứ, xin lỗi anh em nha, giá là 1.590.000 nha đó, giá là 1.590.000 nha đó, Sahara nha đó, giá là 1.590.000 đó.
xây 5.000 nha cả nhà ơi, xây 5.000 nha. Đó là 1.590.000 xây 5.000. Rồi em được sẽ qua mẫu máy mới thôi cho cả nhà mình, đó là mẫu Alivio đó của Shimano, em có là xây 6.000 đó, Alivio nha cả nhà, đó là xây 6.000. Con này thiết kế em nhìn rất là to dầm hố ra để anh em coi sông, coi hồ, coi cá thịt, câu biển, câu đồ á, thì mà giá sinh viên á thì anh em chơi cái mẫu này nó giá nó sẽ mềm hơn nha cả nhà, nó giá sẽ mềm hơn so với những cái dòng khác nha. Em sẽ đọc sơ qua thông số của em nói cho cả nhà mình xem ha. Đó, con này á xây nó là 6.000, dòng tua của nó là 4.9.1 với cả nhà, cân nặng của nó là 590g nha, nó 590g, và nó có hai bạc đạn nha cả nhà, nó có hai bạc đạn nha. Thông số vô dây xây 0.40 là nó được 140m nha anh em, nó được 140m nha. Đại cá là 8-10kg, nó tùy theo anh em mãi ha. Đại cá là thông số của nó là đại cá 8-10kg nha cả nhà, nó tùy theo anh em mà độ dìu của anh em á, thì có thể là bắt cá lớn hơn nha. Đó, dòng tua là 4.9.1 nha, cân nặng là 590g, hai bạc đạn nha cả nhà. Đó, thông số vô dây 0.40 được 140m. Đó, đây là bản thông số của em nó nha, em đã quay từng tận cái nhà ha. Tay quay của nó là kim loại các anh em, nồi là kim loại nha, phía trước được ốp kim loại ở dưới nha cả nhà, nó rất đẹp nha, nó rất móng bẫy chống da đập được cho cả nhà mình ha. Đó, bên trên là có in hai bạc đạn cho các anh em ha. Đó, đây là dòng Alivio. Đó, dòng cối nông nha cả nhà, nó dòng cối nông nha, rất là đẹp nha. Đó, giá của con này là 920.000 nha anh em, nó giá là 920.000 nha. Đó, Alivio, đó giá của nó là 920.000 nha cả nhà, đó 920.000. đó, thì anh em xem được mẫu nào thì cứ alo cho em nha, đó giá 920.000, một máy thì phí ship 30.000, hai máy là phí ship là ba em bao ship nha cả nhà, nó tiền phí ship em chịu nha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà, nó Alivio nha, rất là đẹp nha. Đó, rồi tạm thời em sẽ qua mẫu Alivio này. Đó, tiếp theo nữa em xin giới thiệu cho anh em nằm những mẫu máy tầm trung tiếp theo cho cả nhà mình ha. Nó tầm trung tiếp theo cho cả nhà mình ha, rồi một hồi em sẽ quay lại những cái dòng giá rẻ cho cả nhà mình ha. Đó, đó là tiếp theo là mẫu Ferox nha cả nhà. Đó, mẫu Shimano SW Ferox XR nha cả nhà. Đó, thì em có đây là xe 5.000 và xe 8.000 nha cả nhà. Đó, xe 5.000 và xe 8.000, anh em mà để anh em mà đi câu sông, câu hồ nè, câu bộ lực, câu biển nè, câu giải, câu có thịt, câu đỏ, thì những dòng này đó rất thích hợp để cho anh em chơi nha. Dòng Shimano, nó dòng máy to, thì thông số của nó đây nó đều có in trên hộp hết nha cả nhà. Thì bên trong thì con đương nhiên là có sách hướng dẫn rồi. Những dòng này thì bên trong này có bao bọc máy nè và sách hướng dẫn cho anh em ha, hai tờ nha anh em. Đó, thông số kỹ thuật máy được cho anh em ha, nó về hộp giấy nha, 100% là máy mới cho cả nhà mình, phải có hộp nha. Đó, thì con này là dòng xây 5.000 nha cả nhà, nó xây 5.000 nha, nó xây 5.000. đó, thì là dòng tua của nó là 6.2.1 nha anh em, nó 6.2.1 nha. Mát tải của nó là 22 lb, là 10kg. Nó cân nặng của nó là 445g, nó 4+1 bằng đạn nha cả nhà, nó 4+1 bằng đạn nha, anh em xem thông số giùm em nha, 445g, 4+1 bằng đạn ha. Mát tải là 10kg, dòng tua là 6.2.1 nha cả nhà. Đó, 6.2.1 nha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đây là máy nha cả nhà. Dòng máy này có cũng có nông nha anh em. Đó, có nông nha. Thông số vô dây của nó là 0.37 được 150m, anh em xài 0.5 đó, hoặc là 0.55 á, thì nó tầm khoảng 120 đến 120m nha. Đó, có nông rất là đẹp nha anh em. Đó, đi dây rất là mượt cho anh em luôn nha. Đó, dòng Ferox nha cả nhà, nó Shimano Ferox nha. Máy đi rất là mượt luôn nha, 4+1 bạc đạn, rất là mượt luôn. Núm thì núm nhựa tròn, kiểu như hộp dịch cho anh em. Đó, nó anh em,
Đó, rất đẹp nha. Đó. Máy mượt thì khỏi nói luôn, nó đẹp không thì vết luôn. Nó dòng này cũng là hàng Malaysia 2 sản xuất nha cả nhà. Chỉ có những dòng cao cấp, đa số dòng cao cấp thì nhà máy ở Nhật nha anh em. Rất là đẹp nha. Nó đẹp không thì vết luôn nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo nữa. Quên em quên báo giá cho nó nhà mình ha. Giá của con Xeno. Giá của nó là 2.800.000 nha cả nhà. Đó. Giá của Xferos SW5000 là 2.800.000 nha anh em. Đó, giá của con này là 2.800.000 nha. Đó. 2.800.000. Nó xe 5.000 nha cả nhà. Đó, giá là 2.800.000 nha. Rồi, em sẽ qua xe tiếp theo, đó là xe này, con này là rất là to nha cả nhà. Đó, xe này là xe 8.000 nha. Đó, xe 8.000. Cho anh em câu giải nè, câu sông, câu hồ, câu giải rồi nè. Xe 8.000, con này nó thiết kế nó nhìn kiểu như con cha đít gì đó cả nhà. Cha đít gì đó. Đó, nhưng phân khúc giá sinh viên nha. Tiếng mô bin con này nghe đã thì thôi luôn. Đó, Ferros 8.000. Nó quay tỉ mỉ từng góc cạnh, từng chi tiết cho cả nhà luôn, đẹp không tì vết luôn nha. Đó. Ferros Shimano hàng Malaysia. Thì mẫu này thì cũng là tay quay game nhặn và núm nhựa nha cả nhà. Đó. Tiếng mô bin của con 8.000 này rất là ta đanh và lớn nha cả nhà. Tiếng nó nghe rất là đã luôn nha. Tiếng nó nghe không thui con cha đít đâu nha cả nhà. Đó, để em tháo ra cho cả nhà mình xem ha. Xem nọ thắt bên trong của nó, cái bánh răng của nó là sao mà nó kêu lớn quá vậy. Đó, hèn chi nó kêu lớn quá trời luôn mà anh em. Đó. Bánh răng của nó thiết kế theo dạng kim loại răng ấp xuống anh em, rất là đẹp luôn nha. Đó. Hàng chi nó giống con cha đít anh em, hàng chi bánh răng nó kêu rất là lớn nha anh em. Đó. Chỉ nhận vô nè anh em thấy chưa? Anh em có thể đi câu sông, câu biển nè, câu hồ, câu giải, câu thịt, câu cá cha rồi đó anh em nè. Nghe tiếng mô bin của nó đi anh em, mình sẽ ghiền luôn nha. Cối con này là có sâu nha cả nhà, con 8.000 là có sâu nha, sẽ vô dây nhiều hơn cho anh em ha. Nó kêu nghe tiếng mô bin nè anh em, quá đã luôn đó. Rồi, Ferros 8.000, thông số của nó đây nghe cả nhà, dòng tua là 5.6.1 nha, tải cá là 13 kg. Khi trường hợp anh em ship mô bin cứng ngắc nha anh em, còn anh em xả pin nhẹ anh em bắt cá lớn hơn thoải mái nha. Cân nặng là 665 g nha cả nhà, 4+1 bằng đạn nha. Xây 0.45 405 sẽ được 230 m nha anh em xài 0.6 chắc cỡ được 170-180 m á. Đó, anh em cầu thoải mái luôn nha. Đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Đó, tiếng mô bin thì khó bàn luôn. Con này là Shimano Ferros ha, mẫu đời mới nhất nha cả nhà. Nó những cái mẫu em là mẫu đời mới nhất luôn nha cả nhà ơi. Nó dòng Shimano đời mới nhất không nha, để phục vụ cả nhà mình á. Đó, giá của nó là 3.150.000 nha anh em. Giá là 3.150.000 nha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Nó giá 3.150.000. Đó, Shimano Ferros 8.000. Đó, giá 3.150.000 nha cả nhà. Đó, giá là 3.150.000. Rồi, em sẽ qua mẫu này nha cả nhà. Em sẽ qua mẫu là con Shimano Ferros nha. Em tiếp theo nữa, dòng tiếp theo nữa cho cả nhà mình coi nha. Đó là con Shimano SW Santa Rosa nha cả nhà. Đó, con này là con Santa Rosa nha cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Mẫu này là mẫu nhít hơn nữa nha cả nhà, mẫu con tầm trung mà nó nhít hơn tí xíu nha. Đó, con cha đít cái bánh răng nó thắt cười nữa cả nhà. Đó, bánh răng nó hình như cái dĩa đó, rất đẹp nha. Quên con Santa Rosa nha cả nhà. Mỗi cái bánh răng khác nhau anh em, nhưng mà nó lại kêu được tiếng kêu, mình cũng phục nó hay anh em. Đó, nhưng mà nó lại có được tiếng kêu rất hay luôn, nó không có bánh răng, nó lại cái dĩa tròn nhưng mà nó có tiếng kêu rất hay luôn nha anh em. Đó, dòng này thì em được về được xe 5.000 nha cả nhà. Đó, xe 5.000, đó là con Santa Rosa nha cả nhà. Đó, đó là tiếng mô bin của nó đây anh em, không có bánh răng mà nó cái dĩa nó có được cái tiếng kêu thì rất là đã nha cả nhà. Đó, kiểu mới nha, kiểu giống như kiểu 500 vậy đó. Đây là tổng thể của con Santa Rosa nha anh em.
nó có một màu duy nhất nha anh em. Hôm ngày nãy em quay là chỉ máy chỉ có một màu duy nhất thôi nha. Nó anh em không thích màu khác thì xài con này Shimano Sarosa màu bạc xanh, xanh đậm rất là đẹp nha. Đó, phía dưới là cũng có mọc của hãng luôn, nó là Sarosa SW AXC5000 của nhà máy ở Malaysia nha cả nhà. Đó, tiếp tục nha, nó đang quay từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên cho cả nhà mình luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em, không tuyệt vời luôn nha. Xe em có là xe 5000 nha cả nhà. Đó, em sẽ đọc thông số của nó cho cả nhà mình ha. Xe 5000, thông số của nó đây nha, dòng tua của nó là 6.2.1 nha anh em. Tải của nó là 10 kg, cân nặng là 450 g, 5+1 bạc đạn nha anh em, 5+1 bạc đạn. Thông số vô dây của nó là 0.533 là 200 m nha. Anh em xài 50-55 á là nó tầm khoảng 120 m nha anh em. Đó, khoảng 120-140 m nha. Đó, đây là thông số 0.53 dây là 200 m nha cả nhà. Đó, thì anh em có thể là đi coi sông, coi hồ nè, câu lua bạo lực nè, nó tùy anh em ha. Nó cân nặng con này cũng xây 5000 mà cũng khá là nhẹ luôn, 450 g nha anh em. Nó 450 g nha, rất là đẹp nha. Đó, 450 g. Đó, Sararosa, hàng chính hãng của Shimano. Đó, thì giá của con này xây 5000 là 4.4 triệu nha cả nhà. Nó xây 5000 là 4.4 triệu nha. Đó, giá của nó là 4.4 triệu nha anh em. Đó, SW5000XR. Đó, giá của nó là 4.4 triệu nha. Nó rất là đẹp nha cả nhà. Đó, giá là 4.4 triệu. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Đó, giá là 4.4 triệu nha cả nhà. Đó, cả nhà xem ha. Đó, giá là 4.4 triệu nha. Rồi, em được sẽ qua mẫu tiếp theo. Đó là mẫu T-Win. Nó này là dòng cao cấp của Shimano nha cả nhà. Đó là con T-Win. Đó, thì hôm nay em bóc tem em khui ra em quay cho cả nhà mình luôn nha. Đó, tem dở ra, tem máy dở ra lọc cho quay cho anh em xem luôn nha. Đó, mà máy thì đóng gói rất là kỹ càng luôn, 3-4 lớp cho cả nhà mình luôn nha. Đó, T-Win thì máy đầu tiên đi kèm anh em là sẽ là 3-4 cuốn sách gì luôn. Đó, sách của máy, thông số của máy rồi luôn em, tới 4 tờ lận nha anh em. Đó, tới 4 tờ lận nha, thông số kỹ thuật là 4 tờ nha. Đó, tay quay. Đó, gà một tay quay. Đó, và một máy. Đó, xây này em có xây 8000 nha anh em. Bên trong là có cốt cho anh em đổi tay quay nha anh em. Đó, cốt cho anh em đổi tay quay nha. Là bên trong có miếng vải ấy nồi dây cho anh em nữa nha. Con này với con Sararosa là có cái miếng vải ấy nồi dây nha anh em. Và dòng T-Win sẽ được tặng cho anh em một chai dầu cao cấp của hãng luôn. Đó, dòng T-Win nha, dầu cao cấp hãng và miếng ron. Đó, nói chung là khi anh em mua hàng là trong máy là có thế này nè. Đó, bao chụp nồi dây, ron, chai dầu vô máy, cốt, đổi tay quay bên phải cho anh em. Đó, mặc định là máy chắc có lẽ là bên trái nha anh em. Đó, T-Win. Con này là tay quay kim loại núm carbon nha cả nhà. Đó, núm carbon nha. Đó, thì dòng này còn mới, anh thử ra em không có dặn vô cho anh em được nha, để cho khách dặn nha cả nhà ơi. Anh em mà mua là về cho khách dặn nha, để em dặn vô có dấu kia nọ đồ là khách mua khó lắm, tại dòng mắc tiền. Em chỉ lấy ra gì cho anh em coi thôi. Đó, đây là dòng T-Win xây 8000 đó anh em. Tay quay kim loại của nó núm tròn carbon nha cả nhà, rất là đẹp nha. Đó, nó dòng này nè em không dám dặn vô cả nhà, tại dòng xịn nha. Đó, những cái dòng mà 3-4 triệu xuống thì em dặn thì được, chứ dòng mắc tiền là khách hàng nhiều khi khó hàng lắm, khó lắm nè. Thì con này dòng cao cấp này á, thì được sản xuất ở Nhật luôn nha cả nhà. Đó, T-Win SW8000HG. Đó, xa băng luôn nha. Đó, đây là thông số nó em quay phía bên cạnh cho cả nhà mình ha. Đó là T-Win luôn, tiếng mắc gáp của con này nghe thôi luôn. Đó anh em nhìn như cái lưỡi dao cắt rồi nè. Đó, hình lưỡi CNC cắt lưỡi dao nè, nó nghe nè. Trời ơi, nó sướng. Em cũng đang đánh giải con 8000 này nha anh em. Đó, với con Estella. Nhưng mà Estella thì anh em đặt trước em mới về nha. Đó, rất là đã nha cả nhà. Đó, đây là dòng T-Win nha cả nhà. Đó, thì con này thì khỏi bàn rồi. Đó, về chất lượng rồi. Giá của nó là 12.800.000 nha cả nhà. Đó, giá của nó là 12.800.000 nha. Đó,
nó rất là đẹp nha cả nhà. Giá của đó là 12.800.000 nha cả nhà. Nó cho nên anh em xài rất là ok nha. Đó. Thì em chỉ lên tới đây được thôi anh em, tháo qua cho anh em coi vậy thôi chứ em không có dặn vô được nha anh em. Tại dặn vô kia nọ rồi nó có dấu găng này kia nọ đó. Dặn vô kia nọ đồ khách hàng mà khó tính đó, người ta không chịu. Đó, em phải mở ra coi xong rồi em chỉ để nhẹ nhàng vô lại vậy đó anh em. Đó cả nhà ơi, em sẽ để máy vô kỹ lưỡng lại rồi em sẽ quay thông số cho anh em nha. Con này là bọc của nó là chống sốc được của hãng rồi đàng hoàng luôn nha. Đó, bọc hãng là chơi bọc chống sốc rồi để sẵn luôn vậy đó. Cả nhà mình nó sẽ gói vô vậy ha, để im qua bên. Em sẽ quay thông số nó cho anh em xem tí xíu coi. Con này thông số của nó không để ngoài nha anh em. Con này em kiếm thông số nó không thấy nó để ngoài nha. Để coi trong sách hướng dẫn luôn nha cả nhà ơi. Lúa quá lúa rồi. Đó. Thì đồ xịn gì cho cả nhà mình chơi. Đây là thông số vô dây nha anh em. Đó của nó nè. Để em coi coi xe 8.000. Đây thông số vô dây xe 8.000 HR nha cả nhà. Đó, xe này là 0.65 sẽ được 215m nha anh em. Đó. 0.65 sẽ được 215m khi anh em vô đầy nồi ha. Nó 40 sẽ được 340m. 50 sẽ được 265m nha cả nhà. Đó, đây là thông số vô dây của hãng nha anh em. Đó, một tờ là thông số vô dây. Đó, của hãng, để em coi coi một tờ nữa. Con này á nó làm gì mà kỹ lưỡng quá vậy ta. Còn tờ này coi, tờ này tờ gì đây? Tờ này là thiết kế của máy nha cả nhà. Đó. Thiết kế của máy. Là hướng dẫn khi anh em dặn vô là cái nút này phải nằm chụp như thế này là mới đúng nè, hở ra là không đúng nè. Nói chung là dòng này tải thì ok nha cả nhà, xài thì ok luôn, khỏi lo hết trơn á. Em coi, không hết. À đây nha cả nhà, dòng tua con 8.000 HR là 5.6 nha cả nhà ơi. Trời ơi, xin lỗi anh em nha. Nó 5.6. Đó, dòng tua của nó là 5.6 nha. Đó, 5.6. Cân nặng của nó là 615g nha cả nhà. Đó, 615g. Thông số vô dây của xe 0.5 là 250m nha anh em. Xin lỗi anh em nha. Đó, 250m là 0.5 nha. Đó, tua là 0.6. Đó rồi, thì hãng thì để ở đây là xe 8.000 là mát tải của nó là 55 lb, là tương đương là 25kg nha cả nhà. Đó, mát tải con 8.000 HR là 25kg nha anh em. Đó, 25kg nha. Đây em mới coi thông số của nó bên trên này đây. Đó, coi nhìn xuống cho anh em ha. Đó, mát tải của nó là 25kg nha cả nhà. Quá khủng khiếp nha. Đó. Rồi, 25kg. Cân nặng là 615g. Nó xe 8.000 nha cả nhà. Trời ơi, sách hướng dẫn của ổng nè. Nó một nồi vậy luôn nè cả nhà. Đó, một đống vậy đó. Nhìn vô của sách hướng dẫn thôi cũng đuối nữa. Đó. Rồi, em sẽ để nhẹ nhàng vô lại nha. Giá của con này là 12.800.000 nha cả nhà. Giá là 12.800 nha. Đó, hàng là full box mới 100% cho anh em nha. Mẫu của nó là Twin HR 8.000 nha anh em. Đó. Mã là Twin HR 8.000 đó. Em xin phép được dán siêu lại nhẹ lại cái cho anh em nha. Đó, dán lại cái. Đó. Đó, 18 triệu, quên 12.800.000 nha cả nhà. Rất là đẹp nha. Twin HR. Rồi. Tiếp theo nữa là em còn mấy mẫu đó là Shimano Senna nha cả nhà. Đó, giá là 550 nha, xe 4.000 có quay clip nhiều rồi nè. Đó. Shimano FX 4.000, 390.000, xe 4.000.
Shimano FX xe 1000 đó, giá của nó là 370.000, xe 1000 nha anh em đó, xe 2,5 3.000 là giá là 380 nha anh em, em có đầy đủ xe nha. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Anh em mà coi vừa mẫu mẫu Shimano nào thì cứ ủng hộ em nha. Em sẽ xin ngưng clip tại đây và xem sẽ quay tiếp mẫu cần Bulawa tiếp theo nữa nha. Em được xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mua hàng thì có để đến trực tiếp ở shop ở số 370 Nguyễn Huệ cho anh em, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh nha. Làm gì có thể mua hàng online qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Đó, anh em cứ đến shop đi, rồi em sẽ có đầy đủ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em nha. Rồi em được xin chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.